Xin chào cả nhà. Thì đầu video á, cả nhà cho kênh Săn Bắt Vĩnh Long á gửi đến á, cô dì chú bác, anh chị và các bạn gần xa một ngày á là được nhiều sức khỏe nha. Thì cả nhà ngày hôm nay vẫn tiếp tục đi tìm kiếm những cái tô ong rừng và để quay và up lên chia sẻ cho cả nhà xem nha. Thì ngày hôm nay á cũng đi với cùng bằng Nguyễn và với Tâm Nhật cả nhà ơi, Nhật Tâm gì đó. Đây, cho cả nhà xem nha. Đây bằng Nguyễn đây, trải nghiệm săn bắt á, chiên chế. Không chiên... đi với anh Tư nữa rồi. Chiên chế về đồ câu cá đó cả nhà ơi. Câu máy gì, phao gì, búa suông búa chứ. Nó dụng cụ câu cá đó nha cả nhà. Thì ba anh em đi đến đây thì cũng gặp được tổ cả nhà ơi. Trời ơi, tổ ở trong cây u á, thì cái tổ này á, là cái tổ ong, là nó về cái kèo cũ nha cả nhà. Hôm trước thì cũng đã có quay một hai video về cả nhà ơi. Đó. Con ong thì cũng khá là bự nha cả nhà. Trên cái u này. Nè, cả nhà nhìn thấy cái u quá quen thuộc không? Đó, nó cong cong rất là dễ chèo nha cả nhà. Đó. Cái ổ ong trên đó cả nhà ơi. Bự lắm nha. Kìa cả nhà thấy không? Đó, đang thù lùi á chánh á. Ổ ong này tầm về chắc cỡ 10 ngày ăn lên nè cả nhà, 10 ngày trở lại thôi. Đó. Ổ ong cũng khá là bự, cái kèo cũ nằm ở trong cả nhà. Rồi, bây giờ để trang bị đồ nghề rồi lên á. Quay cặn kẽ hơn nha cả nhà. Rồi, bây giờ vô chinh phục cái tổ ong cả nhà ơi. Lên bằng cục xây dựa nha. Nguyễn với Nhật nó ở ngoài này cả nhà, nó không có vô. Nó thích thì vô. Nó ăn bánh bao rồi cả nhà. Bữa nay bằng Nguyễn xuống mua bánh bao cho mình ăn luôn cả nhà ơi. Bữa nay ở trên trải nghiệm săn bắt xuống đây mua ba bánh bao ăn luôn. Hôm nay ăn được bánh bao chứ không thôi ăn bánh mì thấy bà luôn rồi, bánh mì không á cả nhà. Đó, cái u. Gọi lên nha cả nhà. Trời mưa mưa nè cả nhà ơi, bão tới rồi. Để đốt một cái đi. Rồi, lên nữa nha. Sao đây nữa, mặt miết sao đây nữa, mong cho con mặt nó bự lên đây. Ghê chưa cả nha, ổ lớn khủng khiếp không, dài nè cả nhà thấy không, nhà kêu cũ nè đó nè, luôn lơ còn dĩ luôn nè, còn ổ nè cả nhà thấy không, hết biết cái ổ nó dài à. Qua tay luôn cả nhà ơi, nó dài. Nó giận. Hết biết không cả nhà. Dài mà bự nữa cả nhà ơi. Cả nhà đừng có nghĩ thầm bậy nha. Dài mà nó bự nữa. Đấy nha. Thấy không? Đó. Chúng cái vô tiếng rồi. Chúng cái vô tiếng 40 inch rồi cả nhà ơi. Quá trời cái vô tiếng luôn. Trình hình luôn rồi nè, nhà thấy không? Ôi, nó bự. Bự mà dài nữa nha cả nhà. À, thấy gì chưa? Ổ ong siêu khủng nha cả nhà. Siêu khủng luôn. Hồi mình sẽ dọn vào cái tàn này nha cả nhà. Rồi cho cả nhà xem cái bên này cái nữa đi. Bên này hơi khó xem đó cả nhà, tại có cái cây u. Cả nhà thấy không? Lớn hơn cả nhà,
rất là lớn nha. Ồ, nó bự. Đó. Quá trời luôn cả nhà ơi. Nó ra cả nhà ơi, bây giờ để mà bắt coi nó có mặt không cả nhà. Con là đi liền. Không biết có mặt không, chưa thấy cục mặt nha cả nhà. Trời ơi ngon quá rồi cả nhà ơi. Trời ơi. Khi nó chưa chấm vô mà cục mặt cá lít rồi cả nhà ơi. Ngon rồi. Ui quá đã cả nhà ơi. Ra đi mấy chú ơi. Ui mặt nó lít rồi. Ngon bánh cách nào cả nhà ơi. Ngon lành, ngon lành. Ấy ba cái này mình dọn giùm nó nghe cả nhà. Rồi để bây giờ cho cả nhà xem cái bầu mặt nha, khá là đẹp, khá là đẹp cả nhà ơi. Đây cả nhà, lít không cả nhà, bầu mặt chân lít đầu khẽ ghe cả nhà ơi. Nó con nó đẻ được như vậy ấy rồi nè cả nhà, chám mài rồi đó nè cả nhà, thấy chưa, cái máy nó bị hồi nãy giờ bị lỗi cả nhà, máy nãy giờ bị lỗi cả nhà. Rồi cho nên nó bị trục chặt cái nha, mới chỉnh lại nè. Quá trời bu luôn rồi. Bu nó khúc mặt quá trời luôn cả nhà ơi. Mặt bên đây nè cả nhà. Đó. Rồi để cắt nha cả nhà. Để nó quá trời hút rồi. Mặt mít phải ghe. Cho nó ăn nha cả nhà, còn mặt cái trống luôn rồi. Còn mặt luôn. Để lại cho nó chảy cho mấy nha. Ăn lại đi. Quá trời mặt có lít. Ngon lắm. Bên đây nó bự hơn bên kia cả nhà ơi. Phấn cả nhà ơi, một bên phấn cả nhà, xuống mình chỉnh lại cục này thì mít khỏe ghe rồi, rồi để xuống cả nhà, mình để cái tàn vậy luôn cả nhà ơi, để mình chỉnh nữa thì chắc có thể là nó uổng, xéo xéo một tí đi, mình chỉnh cái tàn đứng á, đang giữ cái phần con nó lại nha cả nhà. Đây mình vô mình sửa, mình gọc cái kèo này cho nó sạch, nó ăn vô, nó đóng vô nữa nha, này đặt gọn đóng vô tới đây luôn á. Rồi đi xuống hết biết đường xuống luôn rồi bạn ơi, biết nó có bị lỗi không nên nữa nè.
lỗi mất cái video này luôn, cái uổng lắm. Lâu lâu được cục mặt lít lít, lâu lâu được cục mặt lít lít mấy lít, bị lỗi video cái bệnh luôn. Thiệt tình hả? Ổ đó là nó ở lại nha cả nhà. Nếu có ở lại nó quay tiếp cho cả nhà xem nha. Mình dự đoán á, dự đoán là ổ lại hết 90% rồi đó. Này nè bạn ơi, cầm ơi, đít thôi. Nó hơi cục phấn ở trên đó. Nè cả nhà, đi, đi lên luôn, lên trước đi. Quá ngọn cả nhà. Vậy là ấm áp dữ lắm rồi. Đi chạy mất lũ gàn luôn á. Ừ. Ở vậy. Đó. Hết ra đây rồi đó. Đây nè, review cái coi. Đây. Bỏ xuống review cái coi. Quá đẹp. Có hơi phấn, giúp khô phấn cái ngon luôn. Hơi phấn bên đây nè cả nhà. Ừ. Bên kia nó dính nguyên luôn cả nhà. Cái mặt ở bên kia thì mình canh theo mặt mình cắt, mà bên đây phấn nó hơi nhiều á cả nhà. Để mình sửa lại nghe. Đó. Sửa lại mình cắt được phân nửa cái này nè cả nhà. Dạ, phân nữa bỏ phấn ra cho thằng bạn nó ăn phấn đi, nó chị bao tử hay lắm nha cả nhà. Đó. Rồi bây giờ đó thì cả nhà cũng cho kênh Săn Bắt Vĩnh Long á xin kết thúc cái đoạn video này luôn nha. Nếu mà cả nhà có xem thì cả nhà nhấn chuông và like và để cập nhật những video mới từ kênh Săn Bắt nha. Rồi bye cả nhà luôn nha, hẹn cả nhà những cái video đi săn bắt tiếp theo nữa nha. Chào luôn trải nghiệm săn bắt ơi. Bye luôn cả nhà ơi. Bye luôn cái ơi. Chào cả nhà.